công nghệ được coi là công cụ nâng cao chất lượng và tăng sức cạnh tranh sản phẩm. Trong đó các trường đại học là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ. Việc nghiên cứu khoa học là nguồn chính để tạo ra các sáng chế có thể thương mại hóa. Tuy nhiên, vấn đề liên kết, hợp tác và chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế. Gỡ điểm nghẽn công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu cần các giải pháp nào? Hiện tượng hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông như thế này không hiếm gặp trên nhiều tuyến đường bộ ở Việt Nam. Thậm chí ngay cả trên những tuyến quốc lộ, cao tốc mới được đưa vào khai thác sử dụng. Biến dạng hằn lún vệt bánh xe không chỉ làm mất mỹ quan công trình giao thông, giảm độ bằng phẳng của mặt đường mà còn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Trước thực trạng này, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã nghiên cứu công nghệ trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm trộn bê tông nhựa nóng nhằm ngăn vệt hằn lún bánh xe. Giải pháp này khác biệt so với giải pháp mà các nước đã sử dụng nhưng có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Việc mà đưa phụ gia trực tiếp tại trạm ấy, thì giá thành có cao hơn so với lại nhà sử dụng nhựa 60-70 thông thường khoảng 15%. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng nhựa polymer thì giá thành tăng khoảng 150% so với lại cái truyền thống. Thế thì cái việc mà sử dụng trộn trực tiếp tại trạm ấy, thì theo tôi đánh giá là nó cũng phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam mình, là tiết kiệm mà nguồn ngân sách để có thể sử dụng được cái khối lượng nó nhiều hơn. Trung tâm Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải đã hỗ trợ cho Taiyu trong cái việc mà giới thiệu các cái thiết bị cấp phụ gia. Ví dụ như trước đây khi mà sử dụng các cái phụ gia này, nếu như chưa có thiết bị thì có thể cái thời gian sẽ tốn rất nhiều cái chi phí về nhân công, về thời gian, và thứ hai nữa là cái quá trình mà đưa phụ gia vào ấy, có thể nó sẽ không đồng đều, không đúng thời điểm. Với những cái thiết bị như thế này thì chúng tôi hoàn toàn có thể yên tâm. Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, nếu áp dụng trong thực tiễn, mỗi 1 km đường cấp 3 dB, mặt đường bê tông nhựa rộng 11 m có 2 lớp BTN, tổng chiều dày 12 cm sẽ tiêu thụ 12,9 tấn ni lông phế thải. Điều này không chỉ giúp giải quyết lượng rác thải đáng kể mà còn tiết kiệm được chi phí, không phải sử dụng phụ gia tương ứng gần 800 triệu đồng. Chưa kể phần đường này sẽ giúp giảm thiểu số lần sửa chữa, cải tạo định kỳ do hư hại, hằn lún vệt bánh xe. Liên quan tới những công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao trong thực tế, do các nhà khoa học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải nghiên cứu, không thể không kể tới sản phẩm bê tông công nghệ cao thay thế đá tự nhiên, tận dụng phế thải công nghiệp làm nguyên liệu đầu vào của tiến sĩ Lê Thanh Hà. Công nghệ này tạo ra loại bê tông có thể thay thế đá tự nhiên nên còn được gọi là đá nhân tạo. Mặt khác, các loại bê tông thông thường có thành phần chủ yếu là xi măng. Đây là loại vật liệu sử dụng nhiều nhiên liệu trong quá trình sản xuất. Do đó việc sản xuất cũng phát sinh ra nhiều khí nhà kính. Trong khi đó, bê tông công nghệ cao được tạo ra từ những phế thải công nghiệp, điển hình là tro bay từ ngành điện. Việc đưa các thành phần này vào nguyên liệu sản xuất nên bê tông không những làm cải thiện chất lượng của sản phẩm mà còn là sự tận dụng phế thải công nghiệp thay thế xi măng. Có thể thấy những công nghệ như trộn trực tiếp phụ gia SBS tại trạm trộn bê tông nhựa nóng nhằm ngăn vệt hằn lún bánh xe, hay sản xuất bê tông thay thế đá tự nhiên và nhiều công nghệ khác của nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải đều có tiềm năng, có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn. Tuy nhiên có một nghịch lý là những công nghệ này thường khó chuyển giao, thương mại hóa vì vướng đủ đường. Bản thân công trình giao thông mà ứng dụng cái công nghệ ấy, thì phải được các bộ ngành, các cơ quan nhà nước phê duyệt và tính toán ngay trong khi mà thiết kế. Do vậy nên là nhóm nghiên cứu tặng lại, cũng như là nhà trường đã tặng lại cho Bộ Giao thông Vận tải cái kết quả nghiên cứu, và cái giải pháp công nghệ đấy đã được ứng dụng ở khoảng 50 dự án. Thì cái này nó mang lại cái lợi ích kinh tế xã hội lớn. Tuy vậy thì do nó ảnh hưởng lớn như thế nên là cũng không có cái cơ chế để chi trả ngược lại cho các nhóm nghiên cứu. Khi mà đưa cái sản phẩm vào trong các công trình lớn ấy, thì đôi khi các chủ đầu tư họ không sẵn lòng. Họ không sẵn lòng là
đồng ý cho mình đưa vào và đồng ý đưa vào để thử nghiệm. Thậm chí là những sản phẩm này đã đạt được những cái tiêu chuẩn chất lượng rồi. Không chỉ tại các trường đại học, các viện nghiên cứu cũng đang gặp nhiều khó khăn trong liên kết, hợp tác và chuyển giao công nghệ. Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học đã làm chủ quy trình sản xuất nhiều sản phẩm vi sinh có giá trị, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại, hoàn toàn có đủ năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, do bị vướng một số quy định về thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nên lâu nay, đơn vị này vẫn chỉ sản xuất một cách cầm chừng. Bây giờ muốn đăng ký lưu hành sản phẩm thì việc đăng ký lưu hành sản phẩm đó lại không cấp phép cho các cái đơn vị nghiên cứu. Viện cũng rất mong muốn là thành lập cái doanh nghiệp khoa học công nghệ. Tuy nhiên, quá trình mà để làm các thủ tục thành lập khoa học công nghệ thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế trên, có thể thấy doanh nghiệp thì cần công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học có kết quả nghiên cứu nhưng khó chuyển giao vì thiếu sự đồng bộ giữa các luật khác nhau. Vậy giải pháp nào để tháo gỡ những điểm nghẽn này? Tài sản vô hình bao gồm những cái tài sản trí tuệ để các cái công nghệ hình thành từ ngân sách nhà nước là những cái vấn đề rất là khó để định giá, liên quan đến rất nhiều hệ thống luật như là luật tài sản công, pháp luật về giá vân vân. Ngoài việc là phải tiếp tục hoàn thiện những văn bản về mặt chính sách thì chúng tôi cho rằng là Bộ Khoa học Công nghệ cũng cần phải nỗ lực thêm để mà làm sao phối hợp với các bộ ngành liên quan giải quyết được cái điểm nghẽn đó là định giá các kết quả nghiên cứu. Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học ở Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của nhà trường như hệ thống giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo khá đầy đủ và có chất lượng phục vụ tốt công tác giáo dục đào tạo. Không chỉ phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong nhà trường có đáp ứng nhu cầu mà xã hội và nền kinh tế đòi hỏi như chế tạo các sản phẩm có chất lượng, chế tạo máy móc công cụ để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng phần lớn hoạt động của các trường đại học ở Việt Nam mới chỉ chú trọng trong công tác đào tạo, giảng dạy, còn hoạt động nghiên cứu khoa học chưa được quan tâm đẩy mạnh, cho nên yếu cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể, hoạt động nghiên cứu khoa học ở nhiều trường đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả trường công lẫn trường tư, còn yếu cả về chất lượng và số lượng, hoạt động chính chủ yếu là giảng dạy. Theo thống kê, số bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc các công trình được công bố ở các cấp độ khác nhau trên đầu giảng viên đại học cho thấy, có rất nhiều giảng viên đại học có học vị tiến sĩ, phó giáo sư hoặc tham gia giảng dạy rất lâu năm, nhưng hầu như không có được nhiều công trình nghiên cứu tương xứng hoặc chưa thực hiện được một công trình nghiên cứu nào. Như chúng ta thấy, hầu hết các trường đại học thì còn chưa tập trung được nhiều vào nghiên cứu. Tôi cho rằng là tất cả các giảng viên, các nhà khoa học đều rất mong muốn được tập trung nghiên cứu. Nhưng chúng ta phải đặt lại câu hỏi, chúng ta có cái điều kiện, các nhà khoa học có điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng thí nghiệm để nghiên cứu hay không? Thứ hai, có đủ kinh phí để nghiên cứu hay không? Thứ ba, có cái đội ngũ như là nghiên cứu sinh, đội ngũ sinh viên cao học để tham gia nghiên cứu không? Và cuối cùng thì có thời gian để tham gia nghiên cứu hay không? Thực sự chúng ta thấy là đầu tư cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu để ra được những công trình khoa học xuất sắc ấy rất tốn kém, mà không dễ gì các trường đại học có thể lấy từ học phí để đầu tư vào, mà cần phải có sự đầu tư của nhà nước cũng như hợp tác với doanh nghiệp. Ở Việt Nam chúng ta chưa huy động được nguồn đầu tư của xã hội mà chủ yếu là từ doanh nghiệp cho phát triển khoa học công nghệ. Vì thế mà chủ yếu từ trước nay chúng ta dựa vào ngân sách nhà nước, và ngân sách nhà nước thì rất khó khăn. Chúng ta có hơn 2.000 tổ chức khoa học công nghệ cả của nhà nước và tư nhân. Chúng ta có khoảng 700 trường đại học và cao đẳng. Tất cả họ đều có cái nhu cầu nghiên cứu. Thế nhưng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì còn rất là hạn chế. Và chúng ta vẫn có quan niệm là ngân sách nhà nước thì cần phải dàn trải để cho tất cả các viện, các trường đều có đề tài nghiên cứu, rồi cũng có cái nguồn để hỗ trợ cho những hoạt động đào tạo hoặc là nghiên cứu của các viện trường. Việc phân bổ kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ ở các trường đại học cũng còn những bất cập khi phần lớn dựa vào số cấp ban đầu, chứ chưa theo quy tắc gắn với sản phẩm đầu ra, chưa phân bổ theo số lượng cán bộ nghiên cứu. Các trường sống bằng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và học phí, chứ chưa sống bằng kinh phí từ nguồn nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu trong trường đại học. Chúng tôi nghĩ rằng là cần một cái cơ chế phân bổ ngân sách theo năng lực và theo cái kết quả đầu ra, mà nên có một cái cơ chế tập trung chứ không dàn trải hay là phân tán theo nhiều bộ ngành và theo nhiều địa phương. Bởi vì chúng ta biết là khi mà đẩy về các bộ ngành thì thường là có xu hướng lại phân bổ lại xuống theo các đơn vị trực thuộc, mà các đơn vị ở ngoài bộ ngành đó rất là khó có được, cũng như là phân về các địa phương như vậy. Nếu chúng ta có một cái ngân sách mà đầu tư tập trung vào giống như quỹ Navostate
với một cái cơ chế cạnh tranh hết sức lành mạnh dựa trên năng lực và dựa trên cam kết đầu ra, thì tôi tin rằng là các trường đại học sẽ tăng được cái nguồn ngân sách từ chính từ nhà nước để đầu tư vào nghiên cứu. Và thứ hai nữa là gắn với cái đào tạo sau đại học, bởi vì chúng ta nghiên cứu không phải chỉ ra công trình bài báo mà và còn đóng góp cho phát triển kinh tế sau đất nước. Bên cạnh đó là còn giúp cái đào tạo nhân lực trình độ cao gắn với đào tạo sau đại học, đào tạo tiến sĩ và đào tạo những nhà nghiên cứu về sau này. Có một thực tế là ngân sách khoa học công nghệ đầu tư cho ngành giáo dục trong những năm qua không nhiều. Trong khi số lượng các nhà khoa học trong ngành ngày càng tăng, số lượng các sản phẩm khoa học công nghệ của các trường đại học đóng góp cho tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia là lớn. Để bắt kịp các nước trong khu vực về giáo dục đại học, chắc chắn chúng ta phải thay đổi thực trạng đầu tư cho khoa học. Có lẽ là chúng ta phải bắt đầu từ việc là phải có nguồn đầu tư đủ lớn cho hoạt động khoa học của các trường đại học. Và như tôi có nói thì ngân sách nhà nước thì ngày càng khó khăn. Và chúng ta phải có những chính sách để huy động cái đầu tư của doanh nghiệp và của xã hội cho khoa học công nghệ. Có thể nói là các cái quỹ phát triển khoa học công nghệ của nhà nước cũng như là bây giờ bắt đầu có rất nhiều quỹ phát triển khoa học công nghệ của các doanh nghiệp, nó tạo ra một cái nguồn tài chính rất là dồi dào cho hoạt động khoa học. Về phía các trường đại học, viện nghiên cứu cũng cho rằng để tháo gỡ điểm nghẽn về công nghệ, chắc chắn cần nhiều cơ chế hơn nữa để các nghiên cứu vào cuộc sống. Chúng tôi thì rất mong muốn rằng là cơ chế của nhà nước để có thể tạo ra những cái sàn giao dịch, có thể tạo điều kiện để các trường, các nhà khoa học có thể tiếp cận được với các cái nhu cầu của doanh nghiệp, thì điều đó sẽ thuận lợi hơn cho các trường trong quá trình thực hiện của mình. Chúng tôi thấy rằng là cái giải pháp quan trọng nhất bên cạnh cái tăng cái kinh phí đó là tăng quyền tự chủ cho các trường đại học. Tăng quyền tự chủ trong cái việc chi tiêu, trong việc quyết định thực hiện cái đề tài, trong cái việc giao cái kinh phí, ví dụ của nhà nước này, giao kinh phí theo gói chứ không phải theo từng đề tài cụ thể. Và các trường cam kết với một gói kinh phí đó, các trường sẽ cam kết về kết quả đầu ra, về đào tạo nghiên cứu sinh, về số bài báo, về chuyển giao trí thức, vân vân. Thứ hai là tự chủ trong cái việc chi đúng mục tiêu chứ không phải chi theo từng nội dung theo cái cơ chế ngân sách hiện nay của chúng ta. Thứ hai là tự chủ trong cái việc là hợp tác với doanh nghiệp. Điểm nghẽn đầu ra cho các công trình nghiên cứu khoa học là khó chuyển giao vì chưa phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Bởi theo các chuyên gia, phần lớn các nghiên cứu trong đại học đa số dừng lại ở nhiệm vụ khoa học, đăng báo để tăng uy tín cho nhà khoa học. Trong khi các nghiên cứu sản phẩm có thể thương mại hóa và xác lập tài sản bằng sở hữu trí tuệ chưa nhiều. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, chắc chắn cần có các giải pháp đồng bộ từ cơ chế chính sách, sự chủ động vào cuộc của các nhà khoa học và sự đồng hành của các doanh nghiệp. Có như vậy, điểm nghẽn này mới nhanh chóng được tháo gỡ.